Bắt đầu live stream. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Phải nói là rất lâu rồi Hùng không live stream mà có mặt Hùng ở đây. Và trong cái video ngày, trong cái live stream ngày hôm nay thì Hùng sẽ mang đống vợt này ra và quyết định sẽ tư vấn cho những anh em live stream. Những anh em xem live stream mà anh em nào đang cần mua vợt thì hãy xem cái live stream này để Hùng có thể tư vấn cho mọi người một cây vợt phù hợp nhất. Và mọi người có thể bấm vào cái đường dẫn ở trong mô tả của video để Hùng có thể báo chút giá cho mọi người, giá ưu đãi tốt nhất nha. Hello tất cả mọi người ạ. Cho Hùng gửi lời chào đến tất cả những ai đang xuất hiện tại live stream của Hùng nha. Đã có 36 người xem rồi ạ. Có ai muốn chào Hùng không ạ? Có anh em nào hello, anh em chúng ta chào nhau nha. Anh em comment 2 để Hùng có thể nhìn thấy rằng là ai đang theo dõi cái live stream này để Hùng có thể chào mọi người. Bên Hùng thì vừa mới về khoảng mười mấy mẫu vợt Li-Ning. Đều là hàng nhập khẩu chính ngạch hàng công ty nhá. Bảo hành chính hãng 2 tháng. Đó, và anh em nào mà đang cần mua vợt mà không biết là cây vợt nào phù hợp với mình, muốn mua vợt tầm giá nào để Hùng tư vấn nhá. Ok, đầu tiên là tầm giá thấp nhất với mẫu vợt, dòng vợt mới nhất của hãng Li-Ning vừa mới ra mắt năm 2021 này. Xin giới thiệu đến mọi người là cây vợt Lightning 2000. Đây là cây vợt phù hợp cho trình độ người chơi, trình độ trung bình trở xuống cũng như là người mới chơi nha. Người mới chơi cho đến trình độ trung bình, cỡ khoảng 1 năm rưỡi 2 năm trình độ đổ lại. Đấy. Phù hợp với trình độ trung bình, từ trung bình đổ xuống. Cây vợt này thì đang có giá bán trên thị trường là 1050. Còn mọi người muốn có giá ưu đãi thì hãy bấm vào đường dẫn ở trên mô tả video để nhắn tin cho Hùng. Nếu mọi người quan tâm cây nào thì bấm vào để Hùng báo giá ưu đãi nha, bởi vì giá ưu đãi thì không được báo công khai ở trên này. Đấy, cây vợt này thì có 3 màu sắc cho mọi người lựa chọn, và màu sắc nó rất là đẹp. Màu xanh dương, màu xanh chuối và màu đỏ, 3 màu rất là trẻ trung và nổi bật. Và nó pha các màu, các họa tiết rất là đẹp. Trước tiên là hình thức đã. Tiếp theo nữa là về tuy nó là dòng vợt rẻ nhưng sơn của nó rất là tinh tế, rất là đẹp, cũng như gem của nó cũng rất là ok nha mọi người. Gem nhìn rất là chỉnh chu và nó không so, nếu mà so sánh về gem của những dòng vợt tầm rẻ tiền của Li-Ning so với Yonex thì gem của Li-Ning ngon hơn là cái chắc mọi người nhá. Cũng như là các chi tiết sơn và gem. Đấy, nó rất là chỉnh chu. Đấy, nó nhìn vợt Yonex mà những cái cây tầm hơn triệu Hùng thấy là cái gem của nó cảm giác nó đều đều và nhiều khi cái sơn xiếc các thứ của nó cứ sần sần. Và những anh em nào mà hay căng vợt bán vợt các shop thì họ cũng đều biết điều này. Đấy. Tiếp theo Hùng sẽ giới thiệu về thông số cây vợt này, mà cái điều này mọi người mới đáng quan tâm. Trước tiên là đây là cây vợt, ba cây vợt này thì nó thông số giống nhau, thì nó cùng là một bản nhưng khác màu. Ok anh Đoàn, hello anh Đoàn bản, ok hôm nay mình nhìn thấy mặt Hùng. Đấy, thì Hùng xin phép đọc thông số của cây vợt này như sau. Cây vợt này có khối lượng là 84 cộng trừ 3 gram, đây là một cây vợt 4U. Cây vợt 4U thì được gọi là khối lượng trung bình, phù hợp với có thể nói là hơi nhẹ. Đấy, vợt 4U thì có thể gọi là khối lượng trung bình, nên anh em mà tay yếu thì cũng có thể chơi được. Đấy, những người mới chơi thì cũng có thể chơi được. Khối lượng 84g là vợt 4U, khối lượng trung bình. Và điểm cân bằng của cây vợt này là 290. Đây là một cây vợt cân bằng nha mọi người. Đây là một cây vợt cân bằng với điểm cân bằng là 290. Cây vợt này sẽ là cây vợt công thủ toàn diện. Và những cái cây vợt công thủ toàn diện thì nó cũng rất là phù hợp với những người mới chơi. Đấy. Rất phù hợp, những cái cây vợt công thủ toàn diện thì thường rất phù hợp với những người mới chơi. Cây vợt này thì nó được thiết kế khung, chúng ta có thể nhìn thấy là khung vợt cũng khá là mảnh, nhưng mà nó chịu được mức căng tối đa lên đến tận 30 lbs, nó tương đương với khoảng trên 13 cân đấy. Tức là lực căng của nó chịu được rất là cao. Mà thường thì anh em mới chơi đánh cùng lắm là 10 cân rưỡi, giỏi lắm thì 11 cân, nhưng mà 11 cân thì những người mới chơi không chơi được. Thường những người mới chơi chơi khoảng 10 cân rưỡi đổ lại. Đấy, thì cây vợt này nó căng đến tận được tối đa là 30 lbs cơ. Đây thông số đấy. Thùng đọc trên vợt hết ra nha. Đấy, thì cây vợt này chịu mức căng rất là cao. Cây vợt này thì nó phù hợp với lối đánh đua cầu nhanh nha mọi người. Lối đánh đua cầu nhanh vì cây vợt này nó rất là linh hoạt và cái khung vợt nó cũng khá là mảnh, nên là cái việc chúng ta đua cầu tốc độ ấy thì rất là phù hợp với những anh em nó thích đánh kiểu đua cầu, đánh tốc độ. Đấy. Đây là cây vợt cho người mới chơi, và tầm giá của nó phải nói là một cây vợt tầm giá 1 triệu như thế này mà nó được như này thì Hùng phải nói là cây vợt này là lựa chọn hàng đầu cho tầm giá quanh 1 triệu. Của tất cả các dòng vợt chứ không chỉ của riêng Li-Ning nha mọi người. Đấy, chúng ta giới thiệu cây vợt đầu tiên xong. Tiếp theo là cây vợt cũng trong tầm giá từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Xin giới thiệu với mọi người là cây vợt 3D Calibre 200. Cây vợt 3DK, đúng rồi, cái cây Lightning vừa rồi ấy, nó là dòng vợt kiểu dòng vợt về sự linh hoạt và nhanh nha mọi người. 3D Calibre 200. Đây là cây vợt cũng là một cây vợt công thủ toàn diện, nhưng mà nó sẽ hơi thiên một chút về tấn công nha mọi người.
cái dòng vượt 3D Calibre này chính là vòng vượt thiên về sức mạnh của Linh. Đấy, thì chúng ta phải tìm hiểu về cái dòng vượt của nó trước, tức là kiểu thiết kế khung vượt. Và sau đó chúng ta phải sẽ tìm hiểu chi tiết đến đặc điểm của từng cây vượt trong dòng đó. Ví dụ như cây 3D Calibre 200 này thì nó thuộc dòng 3D Calibre. Đây là dòng vượt thiên về sức mạnh và tấn công, nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của người chơi. Nên là dòng vượt này nó gắn liền với từ khóa đó là sức mạnh nha mọi người. Nó sẽ tối đa sức mạnh của mọi người. Cây vượt này là một cây vượt 4U với khối lượng là 83 cộng trừ 3 gram. Điểm cân bằng là 296. Điểm cân bằng là 296 thì nó sẽ hơi thiên một chút về tấn công, nhưng khả năng phòng thủ cũng tương đối là ổn. Đấy, sẽ hơi thiên về tấn công. Cây vượt này 4U nên nó cũng khá là, nói chung là nó không quá nhẹ nhưng mà nó là khối lượng trung bình. Nên là mọi người cũng rất dễ chơi. Cây vượt này thì phù hợp cho trình độ cũng là trung bình khá trở xuống nha. Trình độ trên trung bình một chút trở xuống. Đấy, 3D Calibre 200 cho đến người mới chơi nhá. Người mới chơi chơi này, cây này cũng hoàn toàn ok ạ. Cái vợt này với độ cứng của nó thì nó hơi dẻo. Cái việc mà độ cứng nó hơi dẻo như thế thì sẽ giúp cho chúng ta, một là dễ chơi này. Vợt dẻo thì chắc chắn là dễ chơi và ít bị đánh hỏng rồi. Cái thứ hai nữa, vợt dẻo sẽ trợ lực cho tay chúng ta, có nghĩa là khi chúng ta đánh sẽ bị mất ít sức hơn. Mất ít sức hơn, đánh nó nhàn hơn. Ví dụ như những quả phông, những quả đập thì nó sẽ có trợ lực, nó tạo thành cái lực đẩy, lực cong của cây vợt và nó tạo thành lực phản, dẫn đến là cây vợt chúng ta đánh sẽ đỡ mất sức hơn. Đấy chính là cái gọi là trợ lực cho tay của chúng ta. Đấy. Đấy thì tất cả những gì cây vợt này Hùng cũng chỉ có thế với mọi người thôi. Cả cây vợt, còn về một chút về công nghệ đó là nó được làm vát. Vát cạnh vào phía trong. Đấy, vát cạnh. Cạnh của nó được làm vát. Thì cái việc làm vát này thì nó cũng làm giúp giảm thiểu sức cản của không khí, giúp cho cây vợt nó được vung ra với tốc độ nhanh hơn và chuẩn xác hơn. Đó. Cây vợt này thì đũa của nó cũng tương đối là dài nên là việc đánh nó cũng đỡ mất sức. Đấy, nó cũng một số cái dòng vợt về đánh lưới thì nó cái đũa này nó sẽ ngắn hơn. Đấy thì dòng này là dòng vợt công thủ toàn diện, nó hơi thiên một chút về tấn công nên đũa của nó cũng tương đối là dài. Đũa nó sẽ dài hơn các dòng đánh lưới khoảng tầm nửa phân nha mọi người ạ. Nửa centimet. Nhưng khi đánh chúng ta sẽ cảm nhận được. Nếu ai chơi lâu thì sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt giữa cái độ dài đũa hơn nhau nửa phân. Còn cái gì chưa giới thiệu mọi người nhỉ? À đúng rồi, cây vợt này đang được bán trên thị trường với giá là 1.450.000. Nhưng mà nếu mà anh em nào bấm vào đường link ở phía dưới mô tả video kia thì Hùng sẽ báo cho mọi người giá tốt hơn ạ. Mọi người muốn nhận giá ưu đãi thì hãy bấm vào đường dẫn để Hùng có thể tư vấn trong phần tin nhắn và gửi báo giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Vợt bên Hùng thì bán đều giá rất là hợp lý trên thị trường và bảo hành đầy đủ, đều là hàng chính, là chất lượng hết. Đấy. Cân bằng tầm giá 1.200.000. Tầm trung càng tốt. Đấy, cây em vừa giới thiệu luôn đấy ạ. 3D Calibre 200 nha. Đấy, tầm giá 1.200.000, sale xuống là tầm đấy nha mọi người. Hùng đang có giá ưu đãi. Tiếp theo giới thiệu đến mọi người cây vợt đắt hơn một chút, cây vợt 3D Calibre 300C. Và đây cũng là cây vợt dòng Calibre, tức là dòng vợt về sức mạnh của Linh. Cây 7i thì đợt này em không nhập, Turbo 70 thì dòng cao cấp và cũng ít người, nói chung là ít người hỏi, ít người mua nên là em cũng không nhập. Nhưng mà nếu mọi người muốn đặt những cây vợt đấy cũng có thể nhắn tin trực tiếp cho Hùng để Hùng có thể lên hãng lấy hàng cho mọi người nhé. Bởi vì Hùng cũng chỉ là cần lên hãng lấy cho mọi người nếu mà mọi người đồng ý với mức giá. Đấy. Lightning 3D Calibre 300C, chữ C là viết tắt của chữ Combat. Mọi người có thể thấy nhìn chữ Combat. Combat nghĩa sao? Combat chính là tấn công. Cây vợt này thuộc dòng vợt về sức mạnh, nó giúp người chơi phát huy tối đa sức mạnh. Cùng với đó đây lại là dòng Combat, cũng là dòng tấn công, có nghĩa là đây sẽ là một cây vợt tấn công của dòng vợt sức mạnh. Những cái cây vợt mà 3D Calibre mà có chữ C ở cuối chính là những cây vợt thiên về tấn công, phù hợp với những người chơi thiên về sức mạnh, thiên về đập cầu cho mọi người. Đấy. Và cây vợt này thiết kế thì nó dòng 3D Calibre nó là thế mà, thiết kế vát cạnh vào phía trong, cả hai mặt vợt luôn. Đấy, một số shop hay gọi là vắt cạnh, ví dụ như bên FB shop thì người ta hay review vợt, người ta hay nói là vắt cạnh kim cương. Nhưng bên hãng thì chính xác nó là thiết kế khung vợt vát khí vát, đây là khung vợt thiết kế khí động học để giúp cho cây vợt giảm thiểu sức cản không khí, giúp cho đường cầu chính xác và vung ra với tốc độ nhanh hơn. Đó. Cây vợt này thì 85 cộng trừ 3 gram thì có thể nói là nó nằm đâu đó giữa 3U và 4U, nó cũng không quá nặng như vợt 3U thì thường nó phải tầm 86-87 gram đổ lên. Nhưng đây 85 cộng trừ 3 nghĩa là nó sẽ có sai số nhất định. Cây này thì nó cũng gọi là hơi nặng một chút xíu, phù hợp cho anh em là trình độ trung bình và trình độ khá. Trung bình và khá. Nhưng anh em nào mới chơi thì chơi cây này có vẻ nó cũng sẽ hơi nặng một chút. Cây vợt này có độ cứng là 3/5. Độ cứng nó nằm ở giữa, tức là cây vợt này là một cây vợt độ cứng trung bình nên nó cũng khá là dễ chơi cho mọi người. 600C đợt này em cũng đang muốn nhập nhưng mà giá vẫn còn đang cao. Giá cũng vẫn, nói chung là đợt này bên hãng họ giảm chiết khấu cho các đại lý ấy. Thực ra đợt này Hùng bán vẫn, Hùng vẫn phải giữ mức giá tốt cho mọi người, trong khi hãng họ tăng chiết khấu lên, nhưng mà họ giảm chiết khấu đi nên là cái việc cái vãi của Hùng cũng bị thu hẹp, nhưng mà không vì thế mà Hùng nâng giá, mọi người yên tâm nhé. 600C thì em cũng có thể nhập được nhưng mà nói chung là giá nó cũng hơi cao đấy.
sẽ không còn khuyến mãi sâu như cái đợt ngày trước. Đó. Nó sẽ cao hơn 100-200 nghìn. Đó, vì em bị giảm chiết khấu. Đây là cây vợt tấn công của dòng vợt tấn công luôn. Thế nên là anh có 6.000 xe. 6.000 xe anh còn đúng một cây duy nhất nha. Em còn đúng một cây duy nhất nha anh Nguyễn Công. Thì anh thích cây đấy thì inbox cho em cũng có giá tốt. Còn đúng một cây ở đây này. Đấy, hôm nọ nhập được 5 cây nhưng bây giờ còn đúng một cây thôi. Chưa kịp bán đã hết rồi. Đấy, 300C. Anh em nào tấn công, trình độ trung bình và khá, thích tấn công thì đây là một lựa chọn tốt nhất luôn nha mọi người. Lựa chọn tốt nhất luôn ạ. Đấy, trong tầm giá dưới 1,5 triệu. Cái vật này được bán với giá bán lẻ bình thường là niêm yết là 1,5 triệu, nhưng mà mọi người có thể nhắn tin cho Hùng để nhận mức giá ưu đãi nha. Ok, anh Hương Ngọc đã inbox riêng, tí nữa livestream xong em mới check và tư vấn cho mọi người được nha. Đấy, còn gì nhá, về mức căng của vật Li Ninh thì cây vật này nó mức căng tối đa cũng là 30 lbf, nó rơi vào khoảng hơn 13 cân, và khuyến nghị là mọi người căng dưới đâu đó 1 cân để đảm bảo độ bền cho vợt, ví dụ dưới 12 cân, 12,5 cân đảm bảo độ bền. Nhưng thực ra những cái người mà chơi được tầm 12 cân là những người tay quá trâu rồi. Victor em thấy nó khuyến mãi lên, khuyến mãi xuống, em không biết là vợt viết các thứ nó thế nào, nhưng mà nói chung là em thấy bây giờ Victor nó không còn được ưa chuộng như trước nữa. Giống như kiểu những cái vợt khuyến mãi của nó thì nó giống kiểu chất lượng không được tốt như cái những vợt bình thường ấy, em nghe mọi người hay nói thế. Điểm cân bằng nữa em còn chưa nói nha, vì đây là cây vợt tấn công rồi nên là điểm cân bằng của nó cũng tương đối là cao. Điểm cân bằng nó là 302, tức là cây vợt này nó nặng về đầu. Đấy, cây vợt tấn công của dòng vợt tấn công mà không nặng đầu thì còn gì là vợt tấn công nữa, đúng không ạ? Đấy. Và Hùng tiếp theo giới thiệu đến một cây vợt này. Một cây vợt này phù hợp cho trình độ người mới chơi, hoặc là cho các chị em phụ nữ trình độ trung bình khá, trình độ trung bình khá trở xuống nhá. Đấy, trình độ khá trở xuống ấy. Nếu mà nữ thì là trình độ khá trở xuống, còn là nam thì sẽ là trình độ trung bình trở xuống. Đây là cây vợt Lightning Winston 74. Đây là dòng vợt siêu nhẹ của Li Ninh. Winston 74, đây là cây vợt có 74g thôi. 74g thôi. Thì nó là cây vợt, chính xác nó là 6U nha mọi người. Đấy. Cái cây vợt nhẹ này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng linh hoạt đánh, nó rất là linh hoạt và nó rất là tốc độ, rất là nhanh, rất là phù hợp với các bạn nữ hoặc các bạn nam mới chơi. Đấy. Cây vợt này độ cứng của nó là 2/5, là cây vợt thân nó hơi dẻo. Thân nó hơi dẻo thì nó giúp trợ lực và đánh cầu đỡ mất sức. Cùng với đó đũa nó khá dài nên tạo lực văng lớn, nên là rất phù hợp với các vị trí đánh ở phía sau, phông đập cầu nhá, phông đập cầu. Cũng như thủ cũng rất là tốt, thủ hay là đua cầu ngang cũng rất là tốt, bởi vì đây là một cây vợt rất là nhẹ. Đấy. Nhưng mà có một điểm đó là cây vợt này có điểm cân bằng rất là cao, nó đến 310, tức là đầu khá là nặng, nên là nó cũng rất tốt cho việc tấn công. Với những cây vợt nhẹ và đầu nặng như này, nó phù hợp với lối chơi tấn công nhanh, những người mà có khả năng gõ cầu và khả năng tung ra những pha đập cầu không cần, không quá thiên về sức mạnh, nghĩa là không phải cần dồn tất cả sức. Những cái cây vợt mà ví dụ dòng Body Calibre mà dòng C ấy, thì nó thiên về sức mạnh khi chúng ta dùng sức mạnh cá nhân nhiều. Còn những cái cây vợt mà nó nhẹ mà cái đầu của nó nặng ấy, thì nó phù hợp với những cái lối chơi mà tấn công nhanh. Cái này là một cây vợt tấn công nhanh rất là phù hợp với chị em phụ nữ. Đấy, các bạn nữ. Nói chung cây vợt này khá là toàn diện, mình đánh giá là khá là toàn diện và phù hợp với các bạn nữ thích vợt nhẹ, có 74g thôi. Đây là vợt 6U, rất nhẹ. Cầm nhẹ bâng luôn. Không phải vợt nhẹ hay là không phải vợt nhẹ mà không nó yếu nha mọi người. Lực căng tối đa của nó vẫn là 30 lbf, vẫn chịu được 13 kg. Lực căng của vợt Li Ninh rất là tốt. Đấy, đều tất cả đều được làm bằng 100% sợi carbon. Có 74g thôi. Và thân hơi dẻo nữa, trợ lực rất tốt. Rồi chúng ta đến với ok, chúng ta vừa mới hết các tầm giá dưới 1 triệu một chút, đến 1,5 triệu, thì bây giờ chúng ta sẽ từ 1,5 triệu đổ lên cho mọi người. Từ nay giờ giới thiệu mọi người vật tấn công và công thủ toàn diện nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lấy một cây vợt về đánh lưới nha mọi người. Cây vợt đánh lưới thì xin giới thiệu đến mọi người cây vợt có màu vàng đồng kết hợp với màu đen, rất là đẹp. Lightning Aeronaut 4000. Thì trước tiên Hùng xin giới thiệu đến mọi người dòng vợt Aeronaut, chính là dòng vợt control của hãng Li Ninh. Cái dòng vợt thiên về điều khiển và khống chế cầu theo ý muốn thì mọi người ạ. Có nghĩa là cái việc mà chúng ta kiểm soát cầu, kiểm soát mặt vợt, nó sẽ là tốt nhất trong các dòng vợt của Li Ninh. Đây là dòng Aeronaut. Và cây Aeronaut 4000 này là một cây vợt rất phù hợp cho anh em đánh ở vị trí trên lưới. Với thiết kế đũa của nó sẽ ngắn hơn khoảng nửa phân hoặc hơn một chút so với các dòng vợt tấn công cũng như là công thủ toàn diện. Thường thì những dòng vợt tấn công sẽ có đũa dài nhất cho mọi người, còn đến công thủ toàn diện sẽ ngắn hơn một xíu, và cuối cùng là dòng về đánh lưới sẽ là ngắn nhất. Ví dụ như cây này đũa của nó ngắn, nên là cái việc chúng ta đánh trên lưới và kiểm soát cầu bỏ nhỏ hay bắt lưới hoặc là bắt cầu ngang tốc độ sẽ rất là tốt. Đây là một cây vợt 4U, khối lượng của nó là 83 + 3g, khối lượng ở mức trung bình, rất dễ chơi. Độ cứng của nó là 3/5, độ cứng nằm ở giữa, thì nó rất là dễ chơi nhá, không quá cứng để khi mà chúng ta đánh nó, chúng ta tay mà yếu một chút thì tay mà không khỏe thì đánh vợt cứng nó sẽ không được trợ lực. Nhưng mà với cây vợt này độ cứng trung bình thì nó có một phần trợ lực cho chúng ta cũng như là ổn định trong đường cầu. Về điểm cân bằng cây vợt này nó là 305, là một cây vợt nặng đầu.
Tuy nhiên cái việc lặng đầu này nó dĩ nhiên nó giúp cải thiện khả năng tấn công rồi, nhưng mà đây không phải là dòng vợt phù hợp cho vị trí đứng sau, nên là khi chúng ta đứng sau chúng ta công cầu thì cái mức độ tấn công của cây vợt này thì nó cũng chỉ ở mức ổn thôi, chứ không phải có những quả tấn công tốt nha. Tuy là điểm cân bằng nó là 305 là nặng đầu đấy, nhưng mà do đũa nó hơi ngắn và đây chính là cây vợt phù hợp cho lối đánh trên lưới, nên là khi ở vị trí đằng sau nó cũng sẽ không tấn công tốt lắm đâu, và phong cầu nó cũng sẽ phong và đập nó sẽ hơi mất sức hơn so với các dòng vợt khác. Nhưng được cái nó kiểm soát trên lưới rất là tốt. Cái điểm cân bằng nó cao như thế nó cũng giúp cho việc chúng ta đánh tì trên lưới, chúng ta đánh cầu nó sẽ không bị bành cầu mà nó sẽ có cái độ cắm nhất định. Khung vợt của dòng Aeronaut thì luôn như thế, nó được thiết kế hai khe Airstream, hai khe gió hai bên, thì đây chính là công nghệ khí động học giúp giảm thiểu sức cản của không khí, giúp vợt vung ra với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn. Đấy, kiểu khung vợt này theo Hùng quan sát thì nó giống với dòng Artshock của Liên Ninh nhất. Hùng đã ướm thử dòng Artshock và dòng Aeronaut của Liên Ninh thì khung vợt có những sự tương đồng, khung vợt có kích thước gần như giống nhau và độ vuốt khung gọi là mặt cắt ngang cũng tương đối giống nhau. Tuy nhiên hãng Liên Ninh họ có thêm thiết kế khe gió ở đây, đấy nên là độ linh hoạt nó sẽ tốt hơn. Đấy, đây là dòng vợt kiểm soát nên nó mang lại khả năng kiểm soát rất tốt. Đây là cây vợt rất phù hợp với đánh lưới, phù hợp với anh em trình độ trung bình đến khá nha, trung bình đến khá, trình độ khá, trung bình khá, phù hợp với đánh lưới. Và cây vợt này đánh rất là linh hoạt, rất là uyển chuyển, rất là nhanh. Đấy, Hùng đã từng chơi cây vợt này. Nhưng mà lối đánh của Hùng là thiên về tấn công nên là Hùng bắt lưới với cây vợt này rất là sướng, đánh lưới cực kỳ sướng luôn. Tuy nhiên là về phía sau về tấn công thì cũng hơi đuối. Và Hùng thì bây giờ tay nó cũng gọi là tốt hơn rồi nên là Hùng thích chọn cái dòng vợt tấn công hơn. Đấy, anh em nào thích bắt lưới, đánh lưới, kiểm soát điều cầu các thứ thì chọn cây 4000 này, cây vợt 4U. Hiện tại thì Hùng đang chơi cây 4000C. Ok mọi người, đây là cây vợt 4000C của Hùng đang chơi. Cây vợt này đánh nói chung là Hùng thấy nó rất là phù hợp. Căng cước Lightning No 1 của Liên Ninh thì đánh cũng rất là nẩy và bền, vừa nẩy vừa bền. Sợi có 0.65 thôi nhưng mà nó thậm chí nó bền hơn những cái cước Zonex BR65T mà đánh còn sướng hơn nữa, thậm chí là giá còn rẻ hơn. Đấy, rất là thích. Từ khi mà Hùng chơi cước Lightning No 1 thì Hùng không chơi Zonex nữa. Ok, giá 6000C anh bấm vào đường dẫn ở phía dưới mô tả video. Anh nhắn tin giúp em với nhá. Đường link ở mô tả video ấy để nhắn tin trực tiếp vào page để em tí em tư vấn cho. Hình như còn chính xác là còn đúng một cây thôi. Aeronaut 4000C. Aeronaut thì vẫn là thế, nó là dòng vợt kiểm soát, dòng vợt điều khiển, mang lại khả năng kiểm soát mặt vợt tốt nhất và đánh cầu theo ý muốn của chúng ta dễ dàng nhất. Đấy, chúng ta hiểu là như thế. Và vẫn thế, hai khe gió, đây là thiết kế chung cho dòng Aeronaut rồi. Thậm chí ở những cái cây cao cấp nó sẽ có 4 khe gió, không chỉ hai khe gió nha mọi người. Tí nữa sẽ có một cây cao cấp cho mọi người xem. Đấy, 4000C, cái chữ C là viết tắt của Combat, có nghĩa là đây là cây vợt tấn công của dòng vợt điều khiển. Nếu anh em nào thích tấn công nhưng mà muốn nó có sự linh hoạt nhất định và dễ kiểm soát cầu thì nên chọn cây vợt này. Cây vợt này Hùng đánh rất là thích cái dòng Aeronaut này, rất phù hợp với đánh đôi, và Hùng đánh dòng vợt Aeronaut này Hùng cũng thấy là nó toàn diện nhất trong ba dòng vợt chính của Liên Ninh là Badekaliba, Turbo và Aeronaut, thì đây là dòng vợt mà Hùng thích nhất. Chính xác đây là bản thân cá nhân Hùng nhá. Em lại không bán Zonex anh ạ. Đấy, chuyên về Liên Ninh thôi ạ. Còn Zonex bao giờ làm thì cái đấy tính sau. Về độ cứng của cây vợt này, độ cứng nằm ở giữa, tức là cây vợt này độ cứng trung bình. Đấy, độ cứng trung bình thì rất là phù hợp với trình độ khá, trình độ trung bình khá. Độ cứng trung bình nó đảm bảo độ ổn định cũng như là trợ lực. Nếu mà cứng quá thì nó sẽ không trợ lực. Những cây vợt cứng thì phải phù hợp với những cái người mà chơi tốt. Còn dẻo quá thì đánh nó nhiều khi nó hơi bị cong vợt nhiều nên là cái độ chính xác nó giảm. Đấy, nên là cái độ cứng của vợt nó phải phù hợp với trình độ lực tay. Đấy. Thì Hùng thấy là cây vợt này đánh nó rất là thanh thoát cầu. Đũa của nó cũng khá là dài vì nó là dòng C mà. Đũa của nó dài nhất trong các dòng nên là đánh nó mất rất ít sức. Mất rất là ít sức, đánh rất là nhàn. Cùng với đó là cái khả năng điều khiển cầu theo ý mình cũng rất là tốt. Và khả năng phòng thủ cũng tương đối là ok. Nói chung là cây vợt này khá là toàn diện nhưng nó sẽ vẫn hơi thiên về tấn công. Đập cầu cũng rất là tốt ạ. Đấy. Nếu anh em nào thích đập cầu nhưng mà cũng muốn nó toàn diện một chút thì chọn cây 4000C. Còn anh em nào thích thiên hẳn về tấn công với những pha đập cầu như bom thì anh em chọn cây những cái dòng 3D Calibre dòng C. Có dòng thấp ở tầm trung là 300C, còn cao hơn là 600C hoặc là 900C. Đấy. Cây này Hùng đang chơi, nói chung là khá là ưng. Với tầm tiền của nó thì không có gì để chê rồi. Dĩ nhiên là bên Hùng còn đang có giá ưu đãi nha. Anh em thích cây vợt này. Ok, thì em sẽ review chuẩn bị đến 6000D đó. Đấy. Ok, giới thiệu 4000 rồi, giới thiệu 4000C rồi. Và bây giờ chúng sẽ giới thiệu đến mọi người cây vợt màu đỏ vàng,
Màu sắc này làm Hùng liên tưởng đến Lindan, màu sắc nổi bật thể hiện, màu sắc nổi bật luôn ấy. Nó mang tính chất cá nhân gì đó của Lindan trên những trang phục của Lindan ngày xưa, Olympic các thứ toàn mặc quần áo. Màu này cũng rất là đẹp và nổi bật, màu vàng đồng kết hợp với đỏ. Đây là cây vợt Ironat 4000B, B là bút, viết tắt của bút. Thì đây là cây vợt của dòng vợt kiểm soát, dòng vợt điều khiển. Và đây là cây vợt cân bằng. Cân bằng có nghĩa là nó là công thủ toàn diện, hài hòa giữa tấn công và phòng thủ, nó không thiên về cái nào. Cây vợt này thì có độ cứng nó sẽ dẻo hơn cây 4000C một chút, nó độ cứng 2 điểm trên 5 điểm. Thì cây vợt này thân nó sẽ dẻo hơn thì nó sẽ trợ lực cho tay nhiều hơn. Tuy nhiên về cái khi mà nếu mà tay mọi người có lực tốt ấy, thì không nên chơi cây vợt này bởi vì nó hơi dẻo sẽ làm giảm độ chuẩn của sát của đường cầu. Đấy, nhưng mà bạn nào mà tay hơi yếu một, gọi là tay chưa khỏe lắm thì chơi cây này nó sẽ trợ lực cho tay rất là nhiều. Với những cây vợt này thì nó rất là linh hoạt giữa phòng thủ và tấn công. Đây là một cây vợt nó 3 U. Nó 86 cộng trừ 3 gram nhưng nó cũng chỉ là đầu 3 U thôi, nó hơi nặng hơn 4 U một chút. Còn so với các cây 3 U khác thì nó nhẹ hơn nha mọi người. Đấy, cũng vẫn là thiết kế khe gió. Và đũa của cây này cũng dài ngang với 4000C đó. Không nhớ là có đo rồi. 4000C và 4000B có đũa dài ngang nhau. 4000C và 4000B có đũa dài ngang nhau luôn mọi người nhá. Đấy thì cây vợt này đánh phông hay đập cũng rất là ok này. Đấy. Về điểm cân bằng cái này là 298, nó sẽ có thể một, nói là một chút nó sẽ thiên về tấn công. Nó sẽ thiên về tấn công một chút. 298 gọi là hơi nặng đầu một chút. Đấy. 4000B là dòng B là dòng công thủ toàn diện, cũng khá được nhiều vận động viên hay sử dụng. Dòng B Hùng thấy là dòng B là nó là toàn diện nên là cũng hay được nhiều vận động viên sử dụng nhất. Tiếp theo Hùng sẽ giới thiệu đến cây này, một cây vợt dòng còn lại của Linh Linh mà từ nãy đến giờ Hùng chưa giới thiệu. Xin giới thiệu mọi người cây vợt duy nhất của ngày hôm nay thuộc dòng Turbo Checking. Dòng Turbo Checking là dòng vợt Fast của Linh Linh, Fast của Linh Linh là dòng vợt nhanh. Ok anh Vũ Lực Solar, anh bấm vào đường dẫn ở trên mô tả video để bên em tư vấn và báo giá cho anh cây 4000C nha. Để nhận giá ưu đãi anh bấm vào đường link nhắn tin cho shop nha. Anh mọi người chỉ cần bấm vào cái đường dẫn đấy sẽ vào phần tin nhắn để chat trực tiếp với Hùng. Đấy, đây là cây dòng vợt Turbo Checking. Người Hùng đọc đấy, nói chung là nó là dòng Turbo, còn cái đằng sau mình đọc là Chering, không biết là chuẩn tiếng Anh không. Đấy thì dòng Turbo này là dòng vượt Fast của Linh Ninh, là dòng vượt về tốc độ, dòng vượt về nhanh. Nhưng mà nào thích sự linh hoạt, thích sự nhanh nhẹn, chớp nhoáng thì chọn dòng vượt này. Nói chung là dòng Turbo là dòng vượt gắn liền với chữ nhanh. Vậy thì chữ nhanh đấy được thể hiện như nào? Đây chính là công nghệ của dòng vượt nhanh, nó được vuốt rất sắc, chính xác là vuốt cạnh rất sắc vào phía trong khung vượt ở cả hai bên. Đấy thì nó là công nghệ giúp giảm thiểu sức cản không khí một cách tối đa. Đây là khung thiết kế công nghệ vát hình thang, mặt cắt ngang này của nó sẽ tạo ra một hình thang và được vuốt rất sắc vào phía trong. Đấy thì chúng ta sẽ thấy dòng vợt này cái cạnh của nó rất sắc và mảnh, nên là cái tốc độ, về tốc độ thì dòng Turbo này, Turbo không phải dòng tấn công nha anh, sai bét luôn vẹt. Turbo KD3D Caliban mới là dòng vợt tấn công nha. Thì dòng vợt nhanh đấy, Turbo là dòng vợt nhanh. Và đây là cây Turbo 50D, đây là driver. Thì D driver, nhiều shop họ bảo là dòng driver là lái, là điều khiển. Thì xin thưa mọi người cái đấy là hoàn toàn sai mọi người. Cái driver này là cái thiết kế đũa vợt, cái dòng vợt mà được thiết kế mảnh và có và được khối lượng nó nhẹ. Mọi người để ý dòng D sẽ luôn là có khối lượng 4U, là để nó giúp cho người chơi nó linh hoạt. Một là đây là dòng vợt nhanh rồi, giúp cho người chơi linh hoạt. Và cái thứ hai là những cái cây vợt dòng D sẽ có độ cứng cao hơn các dòng khác. Nó phù hợp cho các lối đánh về phản tạt, tì đè, cũng như là xoay chuyển linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ. Đó là đặc điểm của cái dòng vợt D nha mọi người. Đấy. Thì cây vợt này có khối lượng là 83 cộng trừ 3 thôi. Mọi người cứ để ý xem, tất cả các cây vợt dòng D đều có khối lượng là 4U, không bao giờ có khối lượng 5U. Cây vợt này có khối lượng là 83 cộng trừ 3 gram nha mọi người. Đấy, cây vợt có khối lượng khá là nhẹ. Gọi là khối lượng trung bình, cũng không phải là nhẹ nhưng mà khối lượng trung bình. Tiếp theo nữa, điểm cân bằng nó lên đến 306. Những cây vợt dòng D thì thường có trục cứng và cái đầu nó đầm, nó giúp cho cái vợt ổn định cũng như tạo cái lực đẩy, cái lực phản nó nhanh hơn. Đấy, cái phản lực nó nhanh, cái lực đẩy nó cầu nó nhanh hơn. Ví dụ như chúng ta bắt lưới, bắt cái dòng D thì nó sẽ ít bị dính lưới hơn so với dòng khác. Nhưng chúng ta chộp lưới thì dòng D sẽ là sẽ tạo cái lực phản, lực đẩy cầu nó nhanh. Những dòng khác thì nó sẽ bị trễ hơn một chút. Đấy, dòng D này thân cứng phù hợp với phản tạt nha mọi người, phản tạt tì đè. 306 cộng trừ 4, đây là một cây vợt nó có điểm cân bằng khá là cao và nó phù hợp với cách tấn công nhanh, lối đánh là có những pha tấn công nhanh. Ngoài về phản tạt tì đè, nó còn phù hợp với những pha cầu tấn công nhanh. Với đũa của cây 50D này thì nó cũng phải dài ngang cây 4000C, mình đo thử. Đúng rồi, đũa cây 50D này, à không, ngắn hơn một chút thì vậy. Bằng nhau ạ. Đũa của cây 50D này cũng tương đối dài nên là cái việc chúng ta phông cầu hay đập cầu thì cũng đỡ mất sức hơn là những cái cây vợt đũa ngắn hơn.
Đấy, anh em nào thích sự linh hoạt, những cây vợt dòng turbo mang lại những pha cầu tốc độ giúp người chơi xoay chuyển linh hoạt giữa phòng thủ và tấn công nha mọi người. Mọi người lưu ý cái điểm này. Và dòng D này thân nó hơi cứng, nó sẽ giúp mình liên tưởng đến về dòng dòng D luôn của ấy đấy, của Zonex ạ. Ví dụ như 88D, 99D các thứ đấy. Đấy, 77 không có 77D nhưng 88D đấy. Những dòng D là những cái dòng vợt nó sẽ cứng. Ok, hôm nay anh em bảo tư vấn 6000D thì kê cũng sẽ cho mọi người thấy sự khác nhau rõ rệt giữa 6000D và Aeronaut 50D, nó khác nhau ở chỗ nào. Cây 50D này thì nó là dòng vợt Aeronaut, nhưng nó cũng là dòng vợt kiểm soát, dòng vợt điều khiển, thiên về khả năng điều khiển và kiểm soát cầu. Vẫn là cái khe gió quen thuộc nãy giờ giới thiệu rồi ạ. Tuy nhiên mọi người sẽ thấy một điều là cây vợt 50D này đũa của nó rất là ngắn. Nó thuộc cái cây vợt mà đũa ngắn nhất, và cây 50 nhầm cây 6000D này đũa ngắn. Và Hùng cũng đã chơi cây vợt này và Hùng đã bán đi rồi. Chính xác là Hùng đã bán đi rồi. Tại vì sao? Hùng là thích chơi về tấn công. Mà Hùng lại thử vào cây này tại thấy cái đợt đấy bán thấy khách khen nhiều quá. Nhưng mà cuối cùng lại phải bán đi do nó không phù hợp với lối chơi của mình, chứ không phải chứ nó không khỏe, nó không đánh hay. Bởi vì rất nhiều khách hàng khen mà cây này bán cực kỳ chạy luôn. Cây 6000D. Cây 6000D này nó là cây vợt 4U nên là khối lượng nó cũng tương đối nhẹ, có một số khách mua về cũng kêu là vợt nhẹ, vợt hơi nhẹ. Đấy, 6000D thì nó là khối lượng trung bình, cũng không phải là quá nhẹ nha, gọi là khối lượng trung bình ạ. Điểm cân bằng nó là 298, thì nếu mà nói về thông số kỹ thuật thì cái điểm cân bằng 298 này nó sẽ hơi thiên một chút về tấn công. Nhưng thực chất cây vợt này tấn công lại không được tốt, vì đũa nó ngắn nên tạo ra lực văng không được mạnh. Nên đánh ở vị trí phía sau phong đập sẽ mất sức hơn các dòng vợt khác. Mà đập cầu không tốt đâu mọi người ạ, gọi là ổn thôi. Còn cây vợt này nó dòng D, và dòng kiểm soát cây vợt này phù hợp cho tì đè và phản tạt. Tì đè và phản tạt mọi người. Cây vợt 6000D này nó thân hơi cứng và độ chống rung tương đối rất là tốt ấy. So với những cây vợt lúc nãy Hùng giới thiệu, cây vợt 6000D này chống rung phải nói là tốt nhất. 50D vừa rồi chống rung tốt, nhưng cây 6000D này chống rung còn tốt hơn. Thì nó giúp cho đường cầu nó đi với độ chính xác nhiều hơn. Nhưng độ chính xác tốt hơn, nhưng mà cái trợ lực cho tay của chúng ta thì dĩ nhiên là nó sẽ ít hơn. Nên đánh dòng này mất sức hơn, nó phù hợp với vị trí đánh trên nhiều hơn mọi người. Phù hợp với vị trí đánh trên nhiều hơn, bắt lưới, tì đè, phản tạt. Đấy, cây 6000D này phù hợp với vị trí trên nhiều hơn là vị trí đứng sau. Đấy, mọi người phải lưu ý cái điều này. Cái này nó ngoài về thông số ra, nếu mà đọc thông số không thì nhiều người sẽ không thể biết được cây vợt này nó lại đánh như thế. Nhưng mà qua trực tiếp Hùng trải nghiệm, cũng như là Hùng đây, cái điểm rất quan trọng của nhiều cây vợt là chúng ta phải để ý về cái phần chiều dài đũa vợt. Những cái cây vợt mà nó có chiều dài đũa vợt nó chỉ kém nhau nửa phân đến một phân thôi. Cùng so với cây 4000C mọi người xem, mình sẽ có thấy sự khác biệt về chiều dài rõ rệt luôn. 4000C này. Cây 4000C là cây Hùng đang chơi. Hùng sẽ so sánh, Hùng sẽ khớp ở phần phía trên khung này nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đũa này. Đũa của cây 6000D nó kém cây 4000C đến 1cm. Và cái 1cm này tạo ra khoảng, nó tuy là nó chỉ 1cm thôi, nhưng về trong khi mà chúng ta chơi ấy, chúng ta sẽ thấy rằng sự khác biệt rất là rõ rệt. Cái cây vợt 4000C này nó đũa nó dài hơn một phân, nên là cái việc chúng ta đánh nó sẽ đỡ mất sức hơn khá là nhiều. Nên nó phù hợp với các vị trí tấn công đứng đằng sau, phong chém, đập. Đấy. Cây 50D thì bên em cũng đang có giá ưu đãi. Anh Nguyễn Huân bấm vào đường dẫn ở phía dưới mô tả của video để em báo giá và tư vấn cho anh nhá. Nha, 6000D nha. Mọi người lưu ý nha, anh em nào thấy điểm cân bằng, nhiều anh em cứ bảo thấy các shop, nhiều shop nó giới thiệu cây này tấn công, không phải nhá. Cây này phải đánh ở vị trí trên mới phù hợp, đánh tấn công đằng sau phải nói là đập còn lâu mới chết được. Hùng phải nói thực sự như thế, Hùng trực tiếp trải nghiệm rồi. Nhưng mà cây vợt này lại những cái anh em nào kiểu trình độ ở mức trung bình, vì nó nhẹ và nó cũng rất là linh hoạt, điều khiển tốt, nên là những anh em mà trình độ trung bình thích đua cầu các thứ, thích bạt ngang vồ cầu các thứ thì khá là thích dòng vợt này. Nhưng mà về tấn công, nếu mà mọi người thích tấn công thì không nên chọn cây vợt này, mình khuyên thực sự. Đánh sẽ rất là mất sức. Ok, tiếp theo 6000D rồi, chúng ta sẽ giới thiệu thôi. Anh em nào vừa hỏi 6000C nên sẽ ưu tiên giới thiệu cây 6000C trước nha. Ok, giới thiệu mọi người cây 6000C. Đo đũa một chút so với cây 4000C xem có bằng nhau không nha. Đũa bằng nhau anh em ạ. Hai cây vợt này đũa bằng nhau luôn. Đây nhờ Hùng đo ở phía trên này và đo ở phía dưới. Đấy, đũa hai cây vợt này bằng nhau. Dòng C là cái dòng mà có cái vợt, nó cái đũa nó dài nhất, nên là cung cấp những, giúp chúng ta phông cầu và đập cầu nó tạo ra lực văng lớn hơn, đánh đỡ mất sức hơn. Đấy, anh em nào nhờ đánh đỡ mất sức hơn. Dòng C là luôn có đũa dài. C là gì? C chính là combat, là tấn công. Thì đây chính là cây vợt tấn công của dòng vợt kiểm soát, dòng vợt điều khiển. Đấy, nó có điểm cân bằng là 295. Điểm cân bằng này thì nó cũng không quá nặng đầu, hơi nặng đầu một chút thôi. Nhưng mà cái lực tấn công của cây vợt này, một là nó được tạo ra từ đũa vợt, nó dài. Cái thứ hai nữa, nó được tạo ra bởi vì cây vợt này là cây vợt, nó có khối lượng toàn vợt, nó tương đối là nặng, hơi nặng.
nó là vợt 3U 87 cộng trừ 3 gram. Đây là cây vợt nặng nhất từ nay đến giờ. 87 cộng trừ 3 gram thì cây vợt này nó về cái lực tấn công của nó được tạo ra, một là cái điểm cân bằng của nó hơi nặng đầu một chút, nó không quá nặng đầu. Cái thứ hai là cái đũa của nó dài, và cái thứ ba đó là khối lượng toàn vợt lớn. 3U. Các cây vợt này nó có thông số nó khá là tương đồng với cây 9000C, chỉ là điểm cân bằng nó thấp hơn một chút. 9000C là 298, còn cây này là 295. 9000C nó nặng đầu hơn một chút. Còn cây này về thông số, về dòng vợt các thứ thì nếu mà nói cây nào đánh gần giống 9000C nhất thì sẽ là cây 6000C này. Đấy, 9000C thì mọi người không lạ gì đấy, đấy là cây vợt mà vận động viên Watanabe của Nhật Bản nó thi đấu đánh 2 năm nay rồi, giành rất nhiều các chức vô địch các giải đấu lớn nhỏ rồi. 6000C nhá. Hiện tại còn đúng một cây, chắc nãy có anh em nào nhắn tin đặt trước rồi. Nhưng mà đấy, xin giới thiệu mọi người thế. Trước tiên chúng ta phải quan tâm là nó cây vợt đấy nó thuộc dòng vợt nào trước, xong rồi chúng ta mới đến đi về chi tiết. Nó là combat, nó là boot, hay nó không có cái đuôi, hay nó là dòng D. Và tiếp theo nữa chúng ta mới, cuối cùng là chúng ta sẽ để ý đến cái vần về thông số. Với cây vợt này độ cứng của nó cũng ở mức trung bình, độ cứng nằm ở giữa nên nó cũng không quá khó chơi đâu. Với cái dòng Aeronaut này là dòng vợt dễ chơi mọi người ạ. Nên cây này cũng không khó chơi nha. Chỉ là nó sẽ hơi nặng một chút, nên là nếu anh em là trình độ khá thì mới lên chơi cây vợt này nha. Trình độ khá hoặc là trên khá một chút mới lên chơi cây vợt này. 6000 C, trình độ khá. Trung bình khá chơi cây này sẽ cảm thấy hơi nặng một chút. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu đến mọi người cây vợt 6000. Cây vợt 6000 này thì chính xác nó là một cây vợt cân bằng, với điểm cân bằng nó là 290. Về đũa vợt cây này cũng vẫn là dài ngang với dòng C. Đũa vợt của cây này thường thì cái ví dụ 6000 nhá. Ví dụ như ngay cây 4000 đúng không ạ? 4000 thì cái đũa của nó ngắn hơn, nhưng mà ngắn hơn 4000C, nhưng mà cây 6000 này đũa của nó lại dài bằng 6000C. Đấy, thế nó mới hay. Thì cái cây vợt này nó sẽ không bị tù như cây, nó sẽ không gọi là không phải bị tù, mà nó sẽ không bị giới hạn ở vị trí đằng sau như cây 4000C. Cây 4000C thì nó phù hợp với đằng trước, nhưng mà cây 6000 này thì nó lại phù hợp với cả vị trí đứng trước và vị trí đứng sau. Cây 6000 này thì thân vợt của nó cũng, khối lượng của nó cũng ngang với 6000C đấy, nhưng vì cái đầu của nó là chỉ 290, điểm cân bằng nhưng mà nó nằm ở giữa, độ nặng đầu nằm ở giữa nên là nó là một cây vợt công thủ toàn diện. Chính xác 100 là cả công và cả thủ được chia đều cho nhau. Nhưng bạn nào thích sự toàn diện cả công và thủ cũng như khả năng kiểm soát mặt vợt, vì đây là dòng vợt control, dòng vợt điều khiển. Đó. Nhưng bạn nào thích khả năng kiểm soát mặt vợt tốt này, công thủ toàn diện này, đánh về phong đập cũng có lực, không mất sức nhiều, thì chọn cây 6000 này. Thực ra là theo Hùng thấy ấy, nếu mà về độ toàn diện nhất thì chắc chắn là cây này trong cái dòng 6000 thì có 6000, cây 6000 này chắc chắn là toàn diện nhất rồi. Cây 6000C thì nó hơi thiên về tấn công, còn 6000D thì nó phù hợp với đánh lưới, đánh phản tạt. Cây này đánh ở tất cả các vị trí trên dưới đều phù hợp. Đấy. 6000D này cầm cảm giác nó cũng rất là có lực và đánh, nói thật là cầm vào mình đã cảm giác là cây vợt này sẽ là phông và đập, nó rất là tiết kiệm sức. Đấy, 6000 cân bằng luôn. Và xin giới thiệu đến mọi người cây vợt cao cấp và đắt nhất trong buổi livestream ngày hôm nay, và đã từng được rất nhiều các vận động viên hàng đầu thế giới sử dụng, đặc biệt là các vận động viên tuyển Trung Quốc, ví dụ như Giang Nam hay một số vận động viên khác, đôi nam khác của Trung Quốc từng sử dụng cây vợt này, là cây vợt 7000B. Aeronaut 7000B nó cũng thuộc dòng Aeronaut luôn, nhưng nó là cây vợt cao cấp, đít nó màu đen, những cây vợt kia đít nó chỉ được màu đỏ thôi. Những cây vợt nào mà có số 7 trở lên, 789 ấy, ví dụ như kiểu 7000, 8000, 9000 hoặc là 700, 800, 900, hoặc là 70, 80, 90, 75, các thứ, nói chung là nó có cái số đầu tiên là số từ 7 đổ lên thì nó sẽ là dòng cao cấp. Dòng cao cấp thì sẽ có đít màu đen, còn dòng trung cấp sẽ có đít màu đỏ, dòng thấp hơn, thấp nhất sẽ có đít màu bạc. Đây Hùng sẽ cho mọi người xem luôn sự khác biệt ở cái đít vợt, nó thể hiện rằng cây vợt nó ở tầm nào. Đây, ví dụ như dòng vợt rẻ dưới 1 triệu thường sẽ là tầm từ 1 triệu mốt đổ xuống, đít nó sẽ màu bạc như này. Đó. Tiếp theo dòng vợt tầm trung, đít nó sẽ là màu đỏ. Và cuối cùng dòng vợt cao cấp, đít nó sẽ là màu đen. Cái vợt này thì nó sẽ khác biệt như nào? Dĩ nhiên nó vẫn là dòng Aeronaut rồi, dòng vợt điều khiển, mang khả năng điều khiển và kiểm soát cầu tốt. Và cái thứ hai nữa là đây, nó có tận 4 cái khe gió cơ. Mọi người có thể nhìn thấy, đây một khe. Nói chung là dòng này, nó dòng cao cấp nó sẽ một nó nhiều khe gió hơn. Dĩ nhiên là khả năng chống rung ổn định của nó sẽ tốt hơn. Cái thứ ba nữa là về công nghệ gen của nó sẽ được làm gen vuông. Đấy, gen vuông. Khác biệt đó, khác biệt có thể trông thấy, và dĩ nhiên là nó sẽ có nhiều công nghệ hơn, về độ chính xác nó sẽ cao hơn và khả năng phát huy sức mạnh sẽ tốt hơn, những cái dòng vợt nó rẻ hơn. Thì dĩ nhiên tiền nào thì của đấy, nhưng mà với những cây vợt cao cấp thì nó cũng sẽ chỉ phù hợp với những người trình độ khá trở lên thôi. Phải nói thật sự là còn trên khá thì mới nên chơi những dòng cao cấp như này, mà cũng không hẳn, trình độ khá thì cũng có thể chơi những cái dòng vợt mà nó 4U mà của dòng cao cấp này cũng ok.
F79B, cái vợt được rất nhiều các vận động viên tuyển cầu lông Trung Quốc sử dụng. Đây là B, B chính là dòng vợt công thủ toàn diện nha mọi người. Đấy, không phải dòng vợt mà nó là cái đuôi, nó thể hiện là công thủ toàn diện. Đây là cái dòng vợt kiểm soát. Và cái đuôi nó thể hiện dòng bút là công thủ toàn diện của dòng vợt kiểm soát. Thì cây này Hùng xin đọc thông số là lực căng tối đa là 32 lbs, nó chắc rơi khoảng 14 cân gì đấy, nhưng tính nhẩm ra nó khoảng 14 cân. Nói chung là lực căng của nó rất là cao. Tiếp theo nó có rất là nhiều công nghệ khác nhau. Đấy. Nó rất là nhiều công nghệ, nó sẽ nhiều công nghệ hơn những cái cây vợt tầm trung, khá là nhiều công nghệ. Và độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Ví dụ như Hùng có thể đọc cho mọi người là khối lượng của nó là 87 cộng trừ 1 gram. Cái độ sai số của nó chỉ là 1 gram thôi. Trong khi những cái cây dòng vợt tầm trung thì nó cộng trừ 3 cơ. Đấy, có nghĩa là những dòng vợt cao cấp nó sẽ có độ chính xác của độ sai số rất là ít. Tiếp theo điểm cân bằng là 298. 298 thì cây vợt này nó sẽ vẫn là hơi thiên một chút về tấn công. Thì Hùng đo thử cái đũa so với dòng C xem. Đây, nó sẽ có sự khác biệt. Nó sẽ ngắn đâu đó hơn khoảng nửa phân cho mọi người đây. Mọi người nhìn thấy. Dòng B nó ngắn hơn dòng C khoảng nửa phân. Đấy. Thì cái việc mà nó đũa nó ngắn hơn thì nó sẽ cái lực văng nó sẽ kém hơn. Nhưng nó sẽ mang lại khả năng kiểm soát nó sẽ tốt hơn mọi người. Cây vợt nó đũa ngắn thì khả năng điều khiển và kiểm soát sẽ tốt hơn, cây vợt nó đũa dài thì khả năng kiểm soát và điều khiển sẽ kém hơn, nhưng ngược lại về cái lực văng sẽ lớn hơn. Đấy. Cây vợt này đầu hơi nặng nên là nghĩ là nó tấn công cũng tương đối là ổn. Đũa thì nó hơi ngắn hơn một chút, nó không phải ngắn quá như 6000D. Đấy, nó chỉ kém nửa phân thôi, 6000D thì kém dòng C nó lên đến một phân cơ. Đấy, 87 cộng trừ 1 gram cây vợt bao, nói chung là nó cũng hơi nặng nha mọi người. Và tay tương đối tốt, mức khá trở lên thì mới lên chơi cây này. Mức khá trở lên. Nhưng ai mà chơi được khoảng mức căng từ 11 cân đổ lên thì 11, thậm chí là 11 cân rưỡi đổ lên thì mới lên chơi cây vợt này. Những cây người mà chơi tầm 11 cân hơn 11 cân tí thì chơi cây vợt này cũng sẽ vẫn là thấy hơi quá sức mình một chút. Đây là cây vợt công thủ toàn diện, công thủ toàn diện nha mọi người. Công thủ toàn diện của dòng vợt điều khiển và kiểm soát cầu. Đấy. Ionat là cái dòng vợt mà khá là dễ chơi và mang lại khả năng kiểm soát cầu rất là tốt. Giá bán bình thường là giá bán thị trường là 3.8 triệu nha mọi người. Đấy. Giá bán niêm yết luôn đấy, giá bán tại các shop các cửa hàng đấy, 3.8 triệu luôn nha. Nhưng mà bên Hùng đang có giá ưu đãi rất là tốt cho cây vợt này. Mọi người muốn sắm cho mình một cây vợt gọi là ngon thực sự là ngon và phù hợp với lối chơi của mọi người, đây là cây vợt công thủ toàn diện ngon và phải phù hợp với trình độ khá trở lên thì mọi người chọn cây vợt này. Cái vợt này đánh rất là hay, cầm vào tay đã cảm giác thấy nó sướng mà, cầm vào tay đã cảm giác là sướng rồi. Còn cây vợt nào chưa giới thiệu mọi người không nhỉ? Hết rồi mọi người, hôm nay Hùng giới thiệu vợt đến đây thôi.